chị có thể chia sẻ với cả nhà mình về cái hiệu quả công nghệ Ultherapy và điều trị nám mang lại cho mình chị nha. Cái trước tôi có làm nâng cơ thì tôi thấy cái da mặt tôi rất là ưng ý, tại vì nó săn chắc hơn. Dạ, BB mang lại cho mình sự hài lòng như vậy là tụi em cảm thấy rất là vui luôn. Sự trẻ đẹp và sự hài lòng của khách hàng là cái động lực lớn để cho tụi em tiếp tục đó chị. Hôm nay chắc là nếu mà về nhà thì con gái của mình chắc là khen mình dữ lắm đây. Đúng rồi đó, nó nói mẹ ơi, mẹ làm ha, con thấy ha, mẹ trẻ hơn mà đẹp hơn. Bác ơi, bác chia sẻ với cả nhà mình về cái hiệu quả mà hai công nghệ đã mang lại cho chị Phượng cả bác nhé. Đầu trước thì chị Phượng đã thực hiện công nghệ là Ultherapy. Công nghệ Ultherapy thì bác cũng có chia sẻ với cả nhà nhiều lần rồi ha. Thì đây là một cái công nghệ nâng cơ, thì chúng ta cứ tạm hiểu coi như là Ultherapy giống như là xây một cái lớp nền nhà, một cái móng nhà chắc ở bên dưới. Và sau đó thì khi mà cái cơ mặt của mình đã nâng lên rồi, cái lớp collagen nền tảng ở bên dưới đã khỏe rồi, thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước tiếp theo, đó chính là điều trị nám. Thì giống như chúng ta sơn một cái lớp sơn ở trên mái nhà đó, thì giúp chúng ta là trẻ hóa từ trong ra ngoài. Hiện tại thì chị Phượng đã thực hiện vài lần BRB thì chúng ta thấy là cái kết quả trên da mặt thì cải thiện rất là tốt. Những ai mà đã điều trị nám rồi thì có thể biết là điều trị nám là cả một quá trình và tốn rất là nhiều thời gian, nhưng mà đối với trường hợp của chị Phượng đây thì đáp ứng rất là tốt và nhanh. Chỉ qua 2 đến 3 lần điều trị mà chị Phượng đã thấy cái làn da cải thiện rất là tốt rồi, đúng không chị? Đó, những cái vết nám mảng hai bên má thì đã mờ đi rất là rõ, và da của chị hiện tại thì nhìn rất là tươi ha. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của bác. Chị vui lắm đúng không ạ? Tôi rất là vui. Nói chung á, nếu mà tôi biết đẹp như vậy á, trời ơi, tôi đã đi làm sớm rồi. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều vì đã tin tưởng và trao cơ hội cho chúng em chăm sóc chị. Chắc là em sẽ mời mình nằm xuống đây để bác tiếp tục công nghệ cho mình. Không có mất nhiều thời gian của mình nữa chị nha. Rồi tối nay mình có thể mời bạn đi cà phê. Dạ, em mời mình nằm xuống nha. Cả nhà mình thấy sao ạ? Tuyệt vời quá đúng không ạ? 18006617 là nơi duy trì nét thanh xuân cho cả nhà mình đó. Cho nên là hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai nhé. Nhớ là 18006617 nha cả nhà. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi live tiếp theo với những công nghệ và hiệu quả của khách hàng mới nha. Xin chào cả nhà.